Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là chi tiết nội ngoại thất cho xe Toyota Cross phiên bản 1.8V màu đỏ, nội thất màu đỏ và là phiên bản 2023, phiên bản thay đổi mới nhất của Toyota Cross. Nó có thay đổi về màn hình cũng như là về trang bị thêm cốp điện. Thì cái giá bán của nó thời điểm hiện tại sẽ là như thế nào? Và trong khi giới thiệu, em sẽ quay cho anh chị về một vòng tổng quan cái ngoại thất của xe màu đỏ và em sẽ báo cho anh chị cái giá bán. Thì Cross phiên bản 2023 này thì được phân phối thị trường Việt Nam 3 phiên bản và đều được lắp ráp tại Thái Lan nhập khẩu nguyên chiếc về. Thì giá lần lượt các phiên bản như sau: phiên bản 1.8G có giá niêm yết là 755 triệu, và hiện tại bên em đang giảm cho anh chị là 29 triệu tiền mặt và tặng anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Phiên bản thứ hai là phiên bản 1.8V, là phiên bản trước mắt chúng ta đây. Em sẽ đi sâu hơn về giá của chiếc xe này thì có giá niêm yết là 860 triệu và thời điểm hiện tại bên em giảm cho anh chị là 30 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá là 15 triệu. Thì giá nó sẽ cho ra cái giá lăn bánh sẽ rơi vào khoảng tầm 920 triệu. Còn để trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em khoảng tầm 240, nó thì lăn bánh rồi. Còn phiên bản cao cấp nhất là phiên bản 1.8HV, phiên bản xăng điện thì có giá niêm yết là 955 triệu, lăn bánh khoảng tầm 1 tỷ 055 và đang tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Vừa rồi thì em đã điểm qua về cái giá bán về 3 phiên bản năm 2023 này, và vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu qua cho anh chị về một vòng ngoại thất của xe. Thì sau đây em sẽ giới thiệu cho anh chị về chi tiết chiếc xe này phiên bản 2023. Nó thay đổi những gì và chi tiết về nội ngoại thất chiếc xe màu đỏ này. Thì màu đỏ này là cũng khá nhiều anh chị quan tâm bởi vì cái ngoại thất của nó trông khỏe khoắn mà lại hợp mệnh một số anh chị. Nếu anh chị chọn xe là theo mẫu, theo mệnh thì ở phần đầu xe vẫn là nổi bật nhất là mặt ca lăng, trong đó có cái logo 3D có chức năng là camera. Bên dưới nó có chức năng là camera 60. Còn cái logo này thì đằng sau nó sẽ là một cái radar phụ trách chức năng là giữ lan đường, cảnh báo tiền va chạm, rồi đèn tự động, các cái chức năng trong gói an toàn Toyota Safety Sense. Còn ngoài ra thì đây là cái cụm đèn của xe, cụm đèn full LED được trang bị là bóng bi LED. Còn đây là hai cảm biến trước của xe. Ngoài ra thì như anh chị thấy, em giới thiệu một chút là những cái miếng tấm màu trắng này nó không phải là màu của xe đâu, mà là nó là những cái miếng bên em dán khi mà xe cẩu nhập khẩu về thì nó bảo vệ cái lớp sơn ở mặt trên của xe. Còn ngoài ra ở phần thân xe thì là la răng được trang bị là la răng 18 inch dạng phay sức và là loại lốp Michelin. Phần gương cũng được trang bị là cái mắt cam, trong mắt cam 360 nằm ở đây. Và đây là cái phần thân xe tổng thể. Thì có cái giải chrome phía trước này. Còn tay nắm cửa vẫn được trang bị là cái dạng cảm ứng ấy. Anh chị là chạm vào, như em vừa chạm vào cái cánh cửa ấy, nó sẽ khóa lại này. Hoặc là em muốn mở ra thì chạm vào nó sẽ mở ra. Mức tiêu thụ nhiên liệu của phiên bản 2023 này sẽ rơi vào 7 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Phần đuôi xe thì vẫn được trang bị cụm đèn full LED, được trang bị là 4 cảm biến sau, anten vây cá, cửa sổ trời, giá nóc. Còn em sẽ giới thiệu cho anh chị về nội thất chiếc xe này. Thì đây là tùy chọn về nội thất của xe. Đây là nội thất màu nâu đỏ. Và ngoài ra thì vẫn còn một tùy chọn nữa là tùy chọn về màu nội thất màu đen. Thì tất cả những cái tấm da, miếng da màu nâu đỏ này sẽ được trang bị là da màu đen. Còn những cái miếng ốp kia thì cũng vẫn giữ nguyên màu, nó sẽ thay đổi những cái miếng màu nâu đỏ này thành màu đen. Và ngoài ra cái phần ngoại thất thì có các tùy chọn về màu sắc khác, ví dụ như màu trắng này, màu đen, màu trắng màu đen, màu bạc, màu xám xanh, màu nâu đất. Đây là hàng thứ hai, nội thất màu nâu đỏ. Màu nâu đỏ này theo nhiều anh chị thì nó sẽ là sạch hơn so với nội thất màu đen và trông nó cũng một phần nó cũng sang hơn nữa. Thì em sẽ đề máy lên để giới thiệu cho anh chị về cái bảng đồng hồ cũng như một cái chức năng khác. Thì từ trước mặt em đi, nó là cái cụm đồng hồ, nó cũng không được thay đổi quá nhiều, nó vẫn giữ nguyên như vậy. Rồi ngoài ra thì đèn vẫn là đèn auto này và gạt mưa tự động này, cái cụm điều khiển cái chức năng Toyota Safety Sense.
rồi cụm điều khiển giải trí, đèn pha cốt tự động sẽ nằm ở đây. Ngoài ra thì có tự điều chỉnh lực gương khi lùi, em sẽ vào số P cho anh chị quan sát nhé. Gương nó sẽ tự động chỉnh xuống, gập cụp xuống một chút khi lùi. Còn ngoài ra là cái màn hình cũng được thay đổi, cả vẫn được cái cam 360 này, màn hình đã được thay đổi về giao diện. Rồi cái cụm điều hòa này được trang bị là điều hòa tự động hai vùng độc lập, có cửa gió cho người hàng ngồi thứ hai này. Rồi có cái chức năng bật tắt cái VSC trong xe. Và đây là một tổng quan ở vị trí của em, sẽ nhìn thấy cái nội ngoại thất của xe là như sau, cửa sổ trời này. Và vừa rồi thì em đã làm video để giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chi tiết chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8V. Nội thất màu nâu đỏ và ngoại thất cũng là màu đỏ. Thì anh chị nào quan tâm hơn về giá bán, về lịch xe, về giá xe, hay quan tâm về vấn đề trả góp, có thể liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Sẽ hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.